Chào mừng quý vị đã đến với một điểm tin giáo hội Hoàng Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video chúc mừng giáo hội chính thống Copte Ai Cập, ngày thiếu nhi truyền giáo liên kết trẻ em trên toàn thế giới. Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới các bệnh nhân ngày 11 tháng 2 năm 2019. Tin Vatican, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video chúc mừng giáo hội chính thống Copte Ai Cập. Đức Thánh Cha Francisco gửi sứ điệp chúc mừng giáo hội chính thống Copte Ai Cập nhân dịp thánh hiến nhà thờ chánh tòa mới ở thủ đô Cairo và nhân dịp lễ Giáng sinh của giáo hội chính thống. Sứ điệp video được ban chiếu ngày 6 tháng Giêng vừa qua trước sự hiện diện của Tổng thống Ai Cập Al-Sisi và các vị lãnh đạo đời và đạo. Nhà thờ chính tòa mới được xây cất tại vùng sẽ là thủ đô hành chính mới của Ai Cập, tại một khu vực sa mạc cách thủ đô Cairo, hiện nay 45 cây số về hướng đông. Gần đó có một đền thờ Hồi giáo lớn nhất Ai Cập cũng đang được hoàn thành. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, xin chúc mừng anh chị em nhân lễ Giáng sinh và năm mới. Tôi vui mừng chào thăm các anh chị em nhân dịp lễ thánh hiến nhà thờ chính tòa mới, nhà thờ Giáng sinh được xây cất tại thủ đô hành chính mới. Xin vuông hòa bình ban cho Ai Cập, Trung Đông và toàn thế giới hồng ân hòa bình và thịnh vượng. Tôi đặc biệt chào thăm người anh em rất quý mến của tôi, Đức Thượng Phụ Tawadu II và giáo hội chính thống Copte yêu quý, đã biết nêu lên chứng tá đức tin và đức ái trong cả những lúc khó khăn nhất. Anh chị em rất thân mến, anh chị em đã có những vị tử đạo mang lại sức mạnh cho đức tin của anh chị em. Cảm ơn anh chị em vì gương lành." Cuối cùng, Đức Thánh Cha gửi lời chào thăm đến chính phủ Ai Cập và Tổng thống Abdel Fattah Al-Sisi. Ngài ước mong việc phụng tự trong nhà thờ chánh tòa mới luôn được dâng lên Thiên Chúa trên trời cao. Nhờ đó, phúc lành và an bình được ban xuống trên trái đất cho tất cả những người Thiên Chúa yêu thương. Tin Roma, ngày thiếu nhi truyền giáo liên kết trẻ em trên toàn thế giới. Ngày thiếu nhi truyền giáo được Đức Giáo hoàng Pio thứ 7 thiết lập vào ngày 4 tây tháng 12 năm 1950. Khi ấy, tất cả các quốc gia, tùy theo bối cảnh riêng, cũng được yêu cầu chọn một ngày để tổ chức ngày thiếu nhi truyền giáo tại địa phương. Rất nhiều nước chọn ngày 6 tháng Giêng lễ Chúa Hiển Linh, nhưng có một số nơi chọn tháng 2, tháng 5, tháng 7 hay tháng 10, tùy thuộc vào điều kiện của các quốc gia. Sir Roberta Gemarilli, Tổng thư ký Hiệp hội Giáo hoàng Thiếu nhi Truyền giáo, giải thích thêm: "Đây là dịp dành riêng cho tất cả các trẻ em, các bạn nhỏ cũng là những nhà truyền giáo như người lớn nhờ vào bí tích rửa tội. Điều này cũng nhắc nhở về chủ đề của tháng truyền giáo ngoại thường sắp đến. Được rửa tội và được sai đi, giáo hội của Chúa Kitô trên sứ mạng đến với thế giới. Thiếu nhi được kêu gọi sống và noi gương ba vua sau khi gặp được ngôi lời nhập thể, tiếp tục lên đường, cũng giống như cái mục đồng là những người loan báo tin mừng cho muôn nơi. Chính từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu mà chúng ta trở thành những nhà truyền giáo. Các em có thể hiểu điều này và thực hiện rất tốt." Sir Gemarilli chia sẻ tiếp: "Mục đích của ngày thiếu nhi truyền giáo cũng nhằm nhắc nhở các em rằng trên thế giới vẫn còn nhiều bạn nhỏ khác, có thể là những Kitô hữu, có thể không, vẫn đang gặp những khó khăn về nhân quyền, giáo dục và sức khỏe. Trong ngày này, trẻ em được kết nối và hiệp thông với nhau, với Chúa Giêsu là trung tâm và đại diện cho mối liên kết trẻ em trên toàn thế giới." Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới các bệnh nhân ngày 11 tháng 2 năm 2019. Trong sứ điệp nhân ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 27, Đức Thánh Cha đề cao tấm gương của Thánh Mẹ Teresa Calcutta, làm cho tình thương của Thiên Chúa đối với những người nghèo và bệnh nhân trở nên hữu hình. Ngày Thế giới các bệnh nhân tới đây sẽ được cử hành tại Calcutta, Ấn Độ vào ngày 11 tháng 2 năm 2019 với chủ đề "Các con đã được nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không". Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Patrick de Rosario, Tổng giám mục giáo phận Dhaka, thủ đô Bangladesh, làm đặc sứ của buổi lễ tiến hành tại Calcutta, Ấn Độ từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 2 năm 2019. Trong sứ điệp công bố hôm 8 tháng 1 năm 2019, Đức Thánh Cha xác quyết rằng trong cử chỉ trao ban nhưng không như của người Samaritano là con đường đáng tin nhất để loan báo tin mừng. Việc chăm sóc các bệnh nhân cần có khả năng chuyên môn
và sự dịu dàng. Những cử chỉ nhưng không trực tiếp và đơn sơ như sự âu yếm quý mến. Qua đó ta làm cho tha nhân cảm thấy họ được yêu mến. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, trong dịp lễ long trọng cử hành Ngày Thế Giới các bệnh nhân sắp tới ở Ấn Độ, tôi muốn vui mừng và với lòng ngưỡng mộ nhắc đến hình ảnh Thánh Teresa Calcutta, một mẫu người bác ái làm cho tình thương mến của Thiên Chúa đối với người nghèo và các bệnh nhân trở nên hữu hình cụ thể. Thánh Teresa Calcutta giúp chúng ta hiểu tiêu chuẩn hành động duy nhất phải là tình thương, nhưng không đối với tất cả mọi người, không phân biệt ngôn ngữ, văn hóa, bộ tộc và tôn giáo. Tấm gương của mẹ Teresa tiếp tục hướng dẫn chúng ta mở rộng những chân trời vui mừng và hy vọng cho nhân loại đang cần được cảm thông và sự dịu dàng, nhất là đối với những người đang đau khổ. Đức Thánh Cha cũng đề cao tầm quan trọng của những người hoạt động thiện nguyện, nhất là trong lĩnh vực xã hội y tế. Họ là những người sống một cách hùng hồn linh đạo người Samaritano nhân lành. Một điểm tin giáo hội Hoàng Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin lần sau.